Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khó kiểm soát sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi gia cầm tại Hải Dương. Hiệu quả từ mô hình nuôi lợn kết hợp thả cá ở xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Anh Nguyễn Văn Hùng, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình phát triển kinh tế nhờ nuôi cá lồng. Bắc Ninh triển khai xét nghiệm nhóm máu cho trẻ dưới 6 tuổi. Phòng Giáo dục huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình tổ chức cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương. Nam Định xây dựng môi trường xanh sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị trên 1 hecta canh tác, nâng cao thu nhập cho người dân. Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa nông nghiệp. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, các địa phương trong tỉnh đã hình thành vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa nông nghiệp, trong đó điển hình là vùng nuôi trồng thủy sản ở huyện Kim Sơn, sản xuất lúa chất lượng cao, rau an toàn ở huyện Ninh Khánh, hoa và rau an toàn ở thành phố Ninh Bình, vùng trồng cây ăn quả ở thành phố Tam Điệp và huyện Nho Quan. Để sản xuất nông nghiệp phát triển, trong đó có các vùng sản xuất chuyên canh, tỉnh Ninh Bình đã ban hành các chính sách cụ thể như đầu tư về hạ tầng sản xuất, tạo điều kiện về vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Đặc biệt là Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 37 về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững. Qua đó đã góp phần quan trọng nâng cao giá trị sản xuất trên 1 hecta đất nông nghiệp từ 55 triệu đồng năm 2008 lên 86 triệu đồng năm 2012 và 110 triệu đồng năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, bước qua cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, trở về quê hương, hơn ai hết, những người lính Cụ Hồ hiểu sâu sắc những mất mát hy sinh để có được độc lập, tự do cho dân tộc. Trân quý những giá trị của cuộc sống hòa bình, những người lính ấy lại dốc hết sức mình để kiến thiết, xây dựng quê hương. Nhiều người trong số họ đã trở thành những tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, được cán bộ đảng viên, đồng chí đồng đội cũng như những người dân nể phục, tin yêu. Và người thương binh hạng 1/4 Nguyễn Văn Lưu ở thôn Đạo Sử, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh là một điển hình như thế. Năm 1974, khi vừa 19 tuổi, ông tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bị thương trong chiến trường miền Nam. Đến khi Nam Bắc nối liền một dải, ông trở về quê hương với tỷ lệ mất sức 81%. Ngoài những vết thương trên cơ thể, đôi mắt của ông gần như đã hỏng hoàn toàn. Song với ý chí, quyết tâm và tinh thần của người chiến sĩ Cộng sản, ông đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tập trung phát triển kinh tế gia đình. Thật sự mà nói là coi con người, coi của dân thị trấn này là coi có thật sự mà nói là toàn là người lao động thôi. Thế nên bác cũng coi cố gắng là học theo mọi người để làm theo coi lời của bác Hồ dạy là thương binh tàn không phế, để cố gắng là coi lấy cái phần kinh tế nuôi con ăn học để mang lại coi cho coi xã hội đỡ phải coi gánh vác nặng về gia đình nhà mình. Với tư duy nhạy bén, năng động và đức tính cần cù vượt khó, trên diện tích chuyển đổi, ông đào 2 ao thả cá, mỗi năm cung cấp cho thị trường khoảng 24 vạn con cá giống. Đồng thời, ông nuôi 300 đôi chim bồ câu, 30 đôi chim gáy Pháp và một ít gà vịt. Tận dụng diện tích trên bờ, ông trồng thêm các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như mít, bưởi, chuối và xen canh cuối vụ liên tiếp các loại rau. Không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái trưởng thành, người thương binh giàu tình nghĩa ấy còn luôn tạo điều kiện giúp đỡ hỗ trợ các thương binh, cựu chiến binh và bà con nông dân trong vùng về giá, con giống, kỹ thuật để cùng thi đua sản xuất, làm giàu quê hương, vùng đất trũng. Không chỉ giành được tình cảm yêu mến của đồng đội, đồng bào, ông Lưu còn vinh dự được nhận bằng khen người có công tiêu biểu khắc phục khó khăn vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Mô hình chăn nuôi lợn kết hợp với thả cá không phải là mô hình sản xuất mới tại thôn 2 xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Nhưng nhờ chú trọng đầu tư nên ông Hoàng Quang Tĩnh thu lại kinh tế cao. Năm 2003, gia đình hội viên nông dân Hoàng Quang Tĩnh đầu tư mở rộng trang trại chăn nuôi lợn kết hợp thả cá với diện tích rộng 10 mẫu, trong đó hệ thống chuồng nuôi lợn có số lượng trên 2.000 con,
Trung bình mỗi tháng, ông Tĩnh cung cấp ra thị trường 300 con lợn thương phẩm, với giá bán thương lái thu mua hiện nay từ 56 đến 58.000 đồng một kg. Do chủ động nguồn giống, kiểm soát được chất lượng đầu vào, nên trừ chi phí, mỗi con lợn cho thu lãi 2 triệu đồng. Tận dụng nguồn phân lợn với 6 mẫu ao nuôi cá, ông Tĩnh tập trung nuôi cá rô, trôi chê, nhờ đó giảm được chi phí thức ăn cho đàn cá. Năm nay chăn nuôi được giá, gia đình ông Tĩnh thu lãi được khoảng 500 triệu đồng. Mang lại lợi nhuận trên 300 triệu đồng mỗi năm, mô hình nuôi cá lồng trên sông của anh Nguyễn Văn Hùng ở thôn Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình được chọn là mô hình thanh niên phát triển kinh tế giỏi của huyện. Năm 2015, nhận thấy hiệu quả kinh tế từ việc nuôi cá lồng trên sông, anh Nguyễn Văn Hùng, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ đã mạnh dạn đầu tư làm 8 lồng nuôi cá. Hiện tại anh Hùng chủ yếu nuôi cá lăng và cá rêu hồng. Do được nuôi ở môi trường dòng chảy, lưu thông thường xuyên nên cá nhanh lớn, ít dịch bệnh. Trung bình mỗi năm anh xuất bán cho thương lái trên 20 tấn cá, trừ các chi phí thu lãi hơn 300 triệu đồng trên một năm. Mô hình nuôi cá lồng trên sông của anh Nguyễn Văn Hùng đang trở thành nơi để các đoàn viên thanh niên có mong muốn phát triển kinh tế, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, đến học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm để nhân rộng với hiệu quả cao. Đến thời điểm này, tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, việc lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi gia cầm vẫn đang là vấn đề khá nhức nhối ở nhiều địa phương. Phản ánh của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương. Theo cơ quan chuyên môn, việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi gia cầm đang làm gia tăng sự hiện diện của các vi khuẩn kháng thuốc. Bên cạnh đó, việc bán thuốc kháng sinh không theo đơn hoặc trộn thuốc kháng sinh vào thức ăn cho gia cầm mà không được sự giám sát về chuyên môn cho thấy thuốc kháng sinh đang được sử dụng một cách tùy tiện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tồn dư thuốc kháng sinh trong sản phẩm chăn nuôi, gây tác hại đối với người sử dụng sản phẩm chăn nuôi. Cụ thể, có thể gây ra những bệnh mới lây truyền từ gia cầm sang người hoặc những bệnh mới có thể lây truyền qua thực phẩm. Từ năm 2018 này, Việt Nam đã cấm sử dụng thức ăn chăn nuôi có pha trộn kháng sinh với mục đích kích thích sinh trưởng. Cụ thể, chỉ cho phép sử dụng kháng sinh để phòng bệnh đối với gia súc như lợn dưới 25kg và gia cầm dưới 21 ngày tuổi. Theo lộ trình, tới năm 2020 sẽ dừng hẳn việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi. Để thực hiện được quy định này, rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, trước tiên là ý thức tự giác của từng chủ trang trại và gia trại. Chương trình sẽ được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong đợt mưa lũ vừa qua, xã Sa Hưng, huyện Sa Viễn, tỉnh Ninh Bình có 9 trên 13 thôn bị ngập, nhiều diện tích lúa mới gieo cấy bị thiệt hại nặng. Bên cạnh việc khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa lũ, thì công tác phòng chống dịch bệnh đang được trạm y tế xã triển khai thực hiện nhằm không để dịch bệnh phát sinh. Cũng như nhiều gia đình trên địa bàn xã Gia Hưng, gia đình ông Lâm Văn Đô, xóm 10 bị ngập nước ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của gia đình, đặc biệt là nguồn nước sinh hoạt. Hiện toàn bộ nước sạch trong bể và giếng đều đã bị ảnh hưởng nặng. Trước tình hình đó, cán bộ trạm y tế xã đã trực tiếp xuống gia đình ông để tuyên truyền và xử lý nguồn nước giếng bị nhiễm bẩn, phòng chống các dịch bệnh có thể xảy ra. Trạm y tế xã thế là cũng mang cái thuốc xuống hướng dẫn để chỉ đạo, hướng dẫn cho người dân chúng tôi để biết lọc nước để ăn và uống rồi thì sử dụng cái nước đấy cho nó hợp vệ sinh. Qua việc tuyên truyền hướng dẫn của cán bộ y tế xã, nhiều gia đình đã biết cách phòng bệnh sau mưa lũ cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường. Để ngăn chặn tối đa dịch bệnh bùng phát sau lũ, trạm y tế xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho người dân, phân công cán bộ phụ trách cụ thể từng thôn để kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình dịch bệnh, tình hình ô nhiễm nguồn nước, môi trường nhằm xử lý kịp thời khi có dịch bệnh bùng phát, hướng dẫn nhân dân tiệt trùng, khử khuẩn nguồn nước sinh hoạt và môi trường. Nhằm nâng cao công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, ngành y tế tỉnh Bắc Ninh đã triển khai việc xét nghiệm nhóm máu cho trẻ dưới 6 tuổi, qua đó cập nhật thông tin nhóm máu vào hồ sơ sức khỏe điện tử, tiến tới việc chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện cho người dân. Để đảm bảo công tác xét nghiệm nhóm máu cho trẻ dưới 6 tuổi được diễn ra thành công với tỷ lệ tham gia đạt cao, ngành y tế tỉnh đã tổ chức các cuộc họp hướng dẫn nội dung cách thức cụ thể cho các bệnh viện, trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố cũng như các trạm y tế xã, trong đó chỉ đạo mỗi huyện, thị xã lấy một địa phương triển khai thí điểm, sau đó rút kinh nghiệm và triển khai cuốn chiếu đến hết các xã phường, thị trấn trên địa bàn. Qua đợt triển khai thí điểm tại 8 xã phường, thị trấn cho thấy, người dân trong tỉnh
hưởng ứng cao về việc xét nghiệm nhóm máu cho trẻ dưới 6 tuổi với tỷ lệ tham gia xét nghiệm đạt trên 90%. Thành công bước đầu tại 8 xã phường thị trấn triển khai thí điểm xét nghiệm máu cho trẻ dưới 6 tuổi là tiền đề quan trọng để các huyện, thị xã, thành phố rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại hạn chế để tiếp tục triển khai ra diện rộng. Vì mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, tăng cường khám và điều trị hiệu quả cho người bệnh ngay từ tuyến cơ sở. Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc viện bằng thuốc methadone được tỉnh Nam Định triển khai từ năm 2012. Sau 5 năm thực hiện, chương trình đã mang lại nhiều ý nghĩa tích cực, giúp người nghiện từ bỏ dần ma túy, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nguy cơ phạm pháp, góp phần đảm bảo ổn định an ninh trật tự xã hội, đồng thời hạn chế nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường máu như viêm gan B, viêm gan C. Hiện nay, toàn tỉnh Nam Định đang điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc viện bằng thuốc methadone cho hơn 2.000 bệnh nhân. Con số này cho thấy số người được điều trị methadone chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với số đối tượng nghiện ma túy đang ở ngoài xã hội. Trong khi đó, tỷ lệ bỏ dở điều trị methadone còn khá cao. Nguyên nhân là do các dự án từ trung ương cắt giảm số lượng thuốc, thay vì được hỗ trợ 100% chi phí điều trị như trước kia. Bệnh nhân phải đóng góp một phần kinh phí từ 7.000 đồng đến 10.000 đồng cho một lần uống thuốc tại các cơ sở điều trị methadone. Không thể phủ nhận hiệu quả của việc điều trị methadone trong những năm qua. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa hiệu quả điều trị, từng bước giải quyết những khó khăn, công tác này cần nhận được sự quan tâm hơn nữa từ các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành địa phương để chương trình điều trị methadone mới có thể mang lại hiệu quả cao, có tính bền vững hơn, góp phần hiệu quả trong công tác phòng chống HIV/AIDS của tỉnh cũng như của cả nước. Nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên và đoàn viên thanh niên về biển đảo Việt Nam, về lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, tại xã Quang Thiện, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Trường học Viện Cảnh sát Nhân dân vừa phối hợp với Phòng Giáo dục huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình tổ chức cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương. Tại cuộc thi, 73 em học sinh trường trung học cơ sở xã Quang Thiện đã tham gia trả lời những kiến thức về biển đảo Việt Nam, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, luật biển năm 2012, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng cảnh sát biển, cách nhận biết và tác hại của ma túy đối với học đường để có cách phòng chống, qua đó xây dựng lòng yêu nước, nâng cao trách nhiệm công dân với sự nghiệp bảo vệ biển đảo của đất nước. Dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển và Học viện Cảnh sát Nhân dân đã tặng 10 xe đạp và 20 suất quà cho các em học sinh vượt khó, vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, tư vấn khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 đối tượng chính sách và hộ nghèo trên địa bàn xã Quang Thiện. Thời gian qua, phong trào thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã được các cấp bộ đoàn trong tỉnh Thái Bình triển khai hiệu quả. Hoạt động tình nguyện ngày càng có nhiều đổi mới theo hướng tích cực, góp phần phát triển kinh tế xã hội, làm nhiều việc có ích cho cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn thanh niên trong tỉnh đã phối hợp tặng trên 6.200 suất quà với tổng trị giá khoảng 1,4 tỷ đồng, thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 3.300 đối tượng gia đình chính sách, tổ chức 13 đợt hiến máu tình nguyện, thu được hơn 3.000 đơn vị máu, sửa chữa, xây dựng mới 13 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi với tổng số tiền trên 270 triệu đồng. Các cấp bộ đoàn đang tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hoạt động, phát huy vai trò xung kích tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ hướng về cộng đồng. Từ đó giúp các bạn trẻ xây dựng cho mình lối sống đẹp, kiên định, vững vàng trên con đường lập thân lập nghiệp. Là địa phương được tỉnh chọn làm điểm mô hình cộng đồng học tập, cơ quan đơn vị học tập. Những năm qua, Hội Khuyến học huyện Kinh Môn phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể phát động phong trào học tập sâu rộng trong cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở cơ sở. Hội Khuyến học huyện Kinh Môn hiện quản lý 290 chi hội khuyến học cơ sở ở 25 trên 25 xã thị trấn với hơn 54.200 hội viên. Đầu tháng 9 năm 2014, xã Thượng Quận triển khai mô hình cộng đồng học tập cấp xã đến cả 8 thôn. Nhà văn hóa thôn là nơi để nhân dân đến đọc sách báo, trao đổi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, tổ chức các hoạt động văn hóa, gắn kết tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư. Học tập cộng đồng của cấp xã đây là một việc rất tốt. Trước hết là đối với bà con nhân dân, đối với cán bộ đảng viên là từ chỗ học tập này đã có những cái đoàn kết nhất trí và bảo ban nhau cách để làm việc làm cho tốt hơn. Và đặc biệt là trong những cái việc mà từ trồng cây, nuôi con và đảm bảo là phát triển kinh tế.
Cùng với đẩy mạnh mô hình học tập cấp xã, Hội Khuyến học huyện Kinh Môn còn phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể và ngành giáo dục đẩy mạnh mô hình cơ quan đơn vị học tập. Trường mầm non xã Hiệp An căn cứ các tiêu chí trong thông tư số 44 của Bộ Giáo dục về xây dựng cơ quan đơn vị học tập để xây dựng môi trường giáo dục và chăm sóc cho trẻ, đảm bảo các tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục. Hiệu quả từ việc triển khai mô hình này giúp nhà trường đạt chuẩn mức độ 2 từ năm 2010. Sau khi mà triển khai cái mô hình cộng đồng học tập cấp xã, bám vào các cái tiêu chí của thông tư 44 quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, thì trường cũng đã có những cái triển khai rất là cụ thể, tích cực, bám vào các cái nội dung của tiêu chí quy định về cái hoạt động của nhà trường, công tác huy động trẻ. Thì nhà trường cũng đã huy động được tỷ lệ trẻ ra lớp mà đảm bảo quy định đối với trẻ dưới 3 tuổi là trên 40%, trẻ mẫu giáo là 100%. Và cái công tác xây dựng cơ sở vật chất, xã hội hóa giáo dục là đều được quan tâm. Kết quả là nhà trường thì đảm bảo trường là xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. Xây dựng các mô hình cộng đồng học tập cấp xã và mô hình cơ quan đơn vị học tập ở huyện Kinh Môn trong thời gian qua chính là hướng đi để Hội Khuyến học huyện phát triển phong trào học tập sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Các mô hình này góp phần nâng cao dân trí, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Kinh Môn. Mô hình gia đình hạt nhân đang là xu hướng phát triển, nhưng không vì thế mà mô hình gia đình tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường mất đi. Trái lại, tại xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, ngày càng xuất hiện nhiều gia đình đa thế hệ cùng chung sống hạnh phúc, hòa thuận dưới một mái nhà. Gia đình 4 thế hệ của cụ Nguyễn Đức Kiến, thôn Bằng Nha, xã Bình Minh là một trong những gia đình tứ đại đồng đường điển hình tại địa phương. Đại gia đình gồm 8 người vẫn ngày ngày sinh hoạt dưới một mái nhà. Không khí gia đình luôn ẩm ấm, hòa thuận là tấm gương cho nhiều gia đình khác trong thôn xóm noi theo. Hiện tại, toàn xã có 6 gia đình có 4 thế hệ chung sống. Ông bà cho mẹ bố mực, giáo dục con cháu chăm ngoan, hiếu thảo, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt vừa qua, cả 6 gia đình là gia đình cụ Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Thị Náy, Phạm Thị Bé, Đỗ Văn Nghĩa, Lê Thị Tuyến và gia đình cụ Nguyễn Đức Kiến được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tôn vinh là gia đình tứ đại đồng đường tiêu biểu trong xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc văn minh. Gia đình đa thế hệ thể hiện sự hòa thuận, gắn bó cao về tình cảm. Các thành viên trong gia đình có điều kiện giúp đỡ nhau về vật chất tinh thần, người trẻ chăm sóc người già, người lớn tuổi, giáo dưỡng thế hệ trẻ. Môi trường là một trong những tiêu chí khiến nhiều xã vải về sau trên đích đến nông thôn mới. Thực tế đó cho thấy tiêu chí này khó thực hiện đến mức nào. Nhưng ở tỉnh Nam Định, một tỉnh được Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá cao về kinh nghiệm xây dựng môi trường nông thôn xanh sạch đẹp, có những xã đến đích muộn nhưng lại thực hiện khá bền vững các nội dung của tiêu chí môi trường. Bước chuyển biến tích cực này là kết quả thực sự thay đổi nhận thức của cả cộng đồng trong phong trào đưa làng quê trở thành không gian sống trong lành, bình yên và giàu đẹp. Cho đến nay, trong 4 xã thuộc nhóm cuối được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Vụ Bản, chỉ có Tân Thành đã xây dựng và vận hành được khu xử lý rác thải bằng công nghệ lò đốt. Mọi sự đổi thay trong nếp nghĩ cách làm của dân cư trong xã cũng bắt đầu từ khi có sự xuất hiện của chiếc lò đốt rác này. Mỗi tháng, xã Tân Thành có đến 20 tấn rác thải sinh hoạt, chưa kể số lượng rác thải từ chợ và các trường học. Để kịp xử lý, tổ thu gom rác và vận hành lò đốt gồm 6 người phải chia làm 2 ca, hoạt động liên tục. Với mức phí 7.000 đồng một người mỗi tháng và 3.000 đồng đối với hộ nghèo, hàng tháng, ngân sách xã phải chi thêm từ 5 đến 6 triệu đồng mới duy trì được hoạt động thường xuyên của lò đốt rác. Do địa điểm xây dựng lò đốt không thể tìm ra nơi cách biệt hoàn toàn với khu dân cư, nên lựa chọn sử dụng công nghệ nào được dân chấp nhận là yêu cầu đặt lên hàng đầu. Đây là mô hình lò đốt hoàn toàn sử dụng công nghệ trong nước đã được Bộ Xây dựng cấp phép chuyển giao nhân rộng, có thể đáp ứng linh hoạt yêu cầu thực tế tại các địa phương với chi phí vận hành thấp. Cái công nghệ này thì được chuyển giao bởi công ty cổ phần môi trường và năng lượng Bách Khoa. Ưu việt của cái công nghệ này là đốt triệt để được những cái lượng rác thải và cái khí thải khi mà thải ra thì hạn chế được những cái ô nhiễm. Sau quãng thời gian đáng kể chỉ dành cho việc xây dựng hạ tầng,
Cho đến nay, không chỉ xã Tân Thành mà nhiều nơi khác đã bắt đầu tập trung cho tạo dựng cảnh quan và gìn giữ vệ sinh môi trường nông thôn. Ở đây, những con đường hoa thay thế cỏ dại cũng là một thông điệp về trách nhiệm bảo vệ môi trường sống vì một nông thôn mới xanh sạch đẹp. Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống ngay tại gia đình và khu dân cư, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã tích cực thực hiện việc phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình. Việc phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình được chị em hội viên phụ nữ xã Ngô Quyền triển khai thực hiện từ năm 2014. Ban đầu do chưa hiểu hết ý nghĩa và tác dụng của việc phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình nên nhiều thùng nhựa được phát không được chị em sử dụng triệt để. Nhận thấy thực trạng đó, cán bộ phụ nữ thôn xã đã tích cực đến nhà hướng dẫn vận động chị em phân loại và xử lý đúng cách để vừa hạn chế lượng rác thải ra môi trường, vừa tận dụng được nguồn phân bón hữu cơ bón cho cây trồng. Tính đến nay, toàn xã có 450 hộ thực hiện việc phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường sống khu dân cư. Quý vị và các bạn thân mến! Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.